anh, này là con em, này là con giúp ba ông ra mà xem. Con ông bên ba thì con cứ theo mẹ, chung chung rồi riêng riêng bị hai éo lên. Ôi gia đình này vui nhộn biết ta, nhưng cũng có bao điều lộn xộn. Qua con chung đòi chia đôi thừa kế, con riêng ghét nhau rồi lại thương nhau. Yêu đương mẹ cha thời ngăn cấm, baby là điều con mong ngóng bấy lâu. Xa nhau vì những điểm chung, thương nhau vì bao khác biệt, giống nhau trong từng tế bào, vẫn chưa làm chi hơn thiệt. Vì gia đình chỉ có một mà thôi. Cha anh, mẹ em vẫn cứ luôn bên nhau. Cha anh, mẹ em dù buồn vui hay không. Cha anh, mẹ em vẫn cứ trao yêu thương. Cha anh, mẹ em vì gia đình trên hết. Con ơi chớ đừng làm điều tréo ngoe, thiên hạ cười chê liệu mà khéo che. Trong mắt con mẹ cha sống kiểu cũ, trong mắt mẹ cha con luôn lớn chưa đủ. Vươn vén hạnh phúc chưa bao giờ là dễ dàng, nếu biết hy sinh sẽ tránh được bẻ bàng. Đời con còn dài mẹ cha thì ngắn thôi, vì tha lỗi lầm con vì nước mắt chảy xuôi. Cha anh, mẹ em vẫn cứ luôn bên nhau. Cha anh, mẹ em trời ơi, ta nói trà gì mà nó thơm. Ngon quá. Đúng là trà của bác sĩ Minh cho có khác ha. Vừa thơm mà ngon nữa. Ê, mà phải chi ha, bác sĩ Minh á, mà là con rể của nhà mình, trời ơi thì còn gì bằng nữa. Người á, thì vừa tâm lý, đẹp trai. Coi như nếu như mà bác sĩ Minh mà là con rể nhà mình, thì cái vụ mà nhân giống tình duyên của anh chị hai giao cho mình á, coi như là thành công được một nửa. Bây giờ á, mình chỉ cần xuống tuấn ưng con Anna nữa là coi như xong. Trời ơi, lúc đó tách trà đẹp sẽ ngon hơn. Ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Tuấn. Ê, dậy coi. Trời ơi, con làm gì vậy? Trời ơi. Trời. Cái gì vậy? Hai đứa làm gì mà hai con mắt thằng quần đen thui vậy? Cái gì vậy? Có cái gối đã quá. Ê, dậy. Cái gì vậy Tuấn? Trong phòng sao con không ngủ tự nhiên con ra đây? Ra đây tập thể dục. Vợ con đâu rồi mời? Ai mà biết đâu, chắc là nó đi chợ hay gì đó gì. Thôi. Đây nè, để gót trà cho uống. Thấy con mắt vậy là biết là tối hôm qua không có ngủ miếng nào rồi, phải không? Trà gì đây nè. Trời ơi, trà thơm. Thơm không? Trà thơm quá. Của bác sĩ Minh đó. Trà này cũng thơm thường thôi nghe. Trà không có gì đặc biệt. Cái gì? Con sao vậy? Trời ơi, dì Mười uống dì Mười thấy ngon quá trời luôn. Bác sĩ Minh á, là cho cái trà này á, dì thấy hả là ngon nhất từ trước giờ dì Mười uống rồi đó. Dì cái trà có độc chứ, không chừng. Nói bậy. Kỹ ra, đáng lý trà của bác sĩ Minh thì anh Tuấn anh phải khen, anh phải thích, anh phải uống lấy uống để chứ. Kìa. Kệ tôi, giờ tôi không thích đó làm sao. Đó tôi thích, giờ tôi không thích đó làm sao. Vấn đề gì đâu. Thấy con kỳ kỳ sao đó nha Tuấn. Trà này nhiều khi uống bỏ bùa bỏ ngải vô hả? Vô cả nhà này mê mệt luôn. Bây giờ không có tín đồ của người dưng. Trời đất ơi, ăn nói tầm bậy tầm bạ không mà. Tự nhiên trà mà bỏ bùa bỏ ngải vậy chồng. Mà còn con nữa. Làm gì vậy hả? Hai con mắt làm gì thăm quần vậy? Nè, bây giờ á lớn rồi chứ không phải còn con nít nữa đâu. Mà cái chuyện ngủ á sớm á cũng phải đợi cho người ta nhắc nữa là làm sao? Tại vì hôm qua thiếu ngủ, khó làm ngủ gì qua, thiếu ngủ? Khó ngủ suy nghĩ. Suy nghĩ về một chuyện xa xôi nào đó. Làm sao? Bây giờ nói rõ ràng nó coi. Chuyện gì? Khó ngủ làm gì mà phải suy nghĩ? Tại vì
anh em đồng lòng đó mà. Ờ, tình thương mến thương. Cái gì? Anh em đồng lòng. Đúng rồi. Tình thương mến thương. Ờ. Ngủ cùng ngủ, thức cùng thức, vậy mới là gà chung một mẹ chứ. Đúng rồi, tình thương mến thương. Ừ. Anh đi vô đây. Cái gì vậy thằng quỷ? Cái gì vậy? Cái gì mà níu tay níu chân đau rồi chết gì? Hả? Hả? Cái gì mà em lôi anh vô phòng anh vậy? Hả? Chị gì? Em có chuyện muốn hỏi anh. Hỏi đi. Nhưng mà anh phải hứa, anh trả lời thiệt, không được giấu đó. Biết gì đâu hứa. Anh phải hứa. Nhưng mà biết gì đâu hứa. Anh hứa là em hỏi thì anh trả lời thiệt. Biết chuyện gì đâu mà trả lời thiệt. Vậy thì tại sao làm như vậy? Tại sao làm như vậy là tại vì anh không biết cái chuyện gì mà làm như vậy. Anh không biết anh làm chuyện gì. Vậy làm sao anh biết chuyện gì được khi em chưa nói nghe là chuyện gì? Ui là trời. Anh làm chuyện tài đình như vậy mà anh không biết hả? Tài đình? Ừ. Cái gì? Em biết. Có chuyện gì vậy? Anh Tuấn, chúng ta là anh em ở chung một nhà đó. Mình là anh em trên danh nghĩa thôi, mình đâu cùng huyết thống đâu. Nhưng mà nếu như cha em với mẹ anh biết được chuyện này, họ sẽ không chấp nhận đâu. Anh về phòng ngủ trước đi. Hả? Anh Tuấn. Trời mát quá. Anh Tuấn. Hả? Chuyện tình cảm của anh á, em muốn nói chuyện tình cảm của anh á. Cái đó là cái do chuyện đó, nó tình cảm thôi chứ không có kiềm chế được thì nói vậy thôi chứ. Trời ơi, ui là trời, anh không kiềm chế được. Anh có biết cái chuyện này là mặc dù là tình cảm của anh nhưng mà cha mẹ không chấp nhận được, gia đình thì không chấp nhận được, em cũng không chấp nhận được, anh hiểu không? Ủa, đâu có gì đâu mà ta nói thiệt chứ, anh còn đang cũng đang rất tỉnh táo mà. Anh không sao đâu. Anh chà, anh vẫn còn tỉnh táo lắm. Anh đang bối rối đúng không? Vâng. Anh không tỉnh táo, anh không bình tĩnh đúng không Minh Tuấn? Em mới là không bình tĩnh á. Anh bình tĩnh. Anh bình tĩnh. Anh bình tĩnh. Đánh dần chữ bình tĩnh em nghe. Y nhờ anh bệnh binh bình tĩnh. Anh không bình tĩnh. Anh đang bị dụ dỗ, anh bị lôi kéo đúng không anh Tuấn? Phải, đó là cái chuyện con tim của người ta thôi. Chứ anh không có kiềm chế được, làm sao mà Nhưng mà ngày xưa đàn ông lắm mà. Bây giờ anh mới đàn ông nè. Bây giờ anh mới gọi là đàn ông nè. Ngày xưa nè, bây giờ là cái tay gì nè. Chứ ngày xưa là cái tay gì nè. Đó, ngày xưa nè. Nè. Đàn ông nào mà cái tay dẻo như vậy. Thì ra nói giờ anh kể bao nhiêu người bạn gái của anh là có thiệt không? Bao nhiêu bạn gái của anh là anh nổ thôi. Bây giờ mới là tình yêu đích thực của anh nè. Tình yêu đích thực của anh. Tình yêu đích thực của anh. Trời ơi. Nhưng mà em nhớ là từ nhỏ tới lớn anh chuẩn men mà. Thì là anh chuẩn men, bây giờ mới đàn ông mà. Anh chuẩn men. Ừ. Anh đàn ông. Ừ. Mà anh yêu bác sĩ Minh. Anh gì vậy anh Tuấn? Anh thấy chưa? Nhắc tới tình yêu hạnh phúc kìa, vui vẻ kìa. Hết hồn. Hết hồn cái gì? Hết hồn à. Anh được đó đó. Đó, một người đàn ông mà. Hết hồn hà. Lâu nó bị vướng lại đó. Vướng lại chút đỉnh. Trời ơi. Trời ơi, đừng có chối nha anh Tuấn. Em để ý hết. Trên bữa ăn nè, em để ý nha. Lúc bác sĩ Minh gấp đồ ăn cho chị Hạnh, anh dòm chị Hạnh với một ánh mắt ghen tị, tức tối. Rồi, ăn tự nhiên nha con. Dạ. Không mời cả nhà. Hạnh ăn đi. Ủa? Ê, anh Tuấn, này tôi gấp cho Hạnh mà. Cái này tôi thích ăn. Ủa, gì Tuấn? Món này, món này ngon lắm. Thích ăn lắm. Ôi chà. Thôi cho thầy, đây, thầy ngon thì để gần gần anh Tuấn ăn cho nó dễ. Ăn hả? Cảm ơn ha. Dạ. Còn con
Thôi, mọi người ăn đi. Ăn tự nhiên đi được không? Hả? Dạ. Ăn đi. Bác sĩ mình ăn đi con. Dạ, dạ. Thoải mái mà, đồ ăn ngon nhiều lắm. Anh thích món này hả? Ăn thêm đi. Tuấn, món này cũng ngon nè. Tuấn, con sao vậy? Nữa. Cái gì con cũng thích đó đó. Thì con ăn hết đi, dưỡng khỏi ăn. Dạ. Hôm nay có khách rồi. Mình phải nhìn tới nhìn lui rồi ăn. Ăn cho trong nồi ngồi trong hướng chút coi. Nghe Tuấn. Dạ con biết rồi. Rùi đó anh Tuấn. Thôi bác sĩ bên không nói gì đâu, tự nhiên ăn. Tụi nó hay giỡn lắm. Trời ơi, một buổi ăn cơm mà phải giỡn gì là giỡn lúng túng em. Dạ. Thôi hành ăn đi. Đừng giỡn nữa con. Tuấn đừng giỡn nữa. Bác sĩ Minh ăn đi. Anh danh đồ ăn của chị Hạnh bỏ vô chén anh. Anh ăn ngấu nghiến. Anh đang ghen với chị Hạnh đúng không? Anh cười. Anh cười cái gì? Anh có bình tĩnh không? Rõ ràng anh không bình tĩnh. Anh biết là bác sĩ Minh đang theo đuổi chị Hạnh. Anh cướp bạn trai của chị Hạnh. Anh phá hoại hạnh phúc của chị Hạnh. Anh sao vậy anh Tuấn? Chuyện này nghiêm trọng mà anh Tuấn. Đúng rồi, hổ. Mặt em mới nghiêm trọng. Chuyện này rất là quan trọng luôn anh Tuấn. Em mới nghiêm trọng. Tự nhiên về hú hồn mà. Trời ơi, hú hồn kìa. Em mới hú hồn nè. Cha mẹ biết được chuyện này, cha mẹ mới hú hồn nè. Chuyện gì nữa? Móc cái gì ra vậy? Không ngờ. Không ngờ ngày xưa lúc anh Na theo đuổi anh, em bịa ra một lý do để lừa anh Na để cứu anh. Không ngờ lý do đó là thật. Ê anh Tuấn ơi, không có gì đâu. Đừng. Cái gì? Anh làm em hú hồn nha. Mấy lần anh khoác vai cặp cổ của em. Ê, có lần anh còn thách đấu em, còn rủ em vô tắm chung nữa. Tắm chung vui mà. Ê bà, mày bà anh Tuấn. Em là đàn ông chuẩn men đàng hoàng, có vợ có con đàng hoàng nha anh Tuấn. Đừng, mình là anh em nha anh Tuấn ơi. Đừng. Tắm chung vui, tắm mình buồn lắm. Anh làm ơn tránh xa ra nha. Anh nên ở một mình để tĩnh tâm lại nha. Cái gì gì đó, gì đó. Em muốn nhắc anh một điều. Gì thì gì, bác sĩ Minh là của chị Hạnh, không được giành của chị em nha anh. Hú hồn. Tụng nó biết cái chuyện đó không mà. Trời ơi, nôn quá à. Đâu rồi. À đây. Tới rồi. Dạo này càng nhìn càng thấy đẹp trai nha. Trời ơi, body 6 múi luôn. Ôi. Cái gì? Cao 1m82 hả? Ôi trời ơi, cao 1m82, body 6 múi. Trời ơi. Ủa? Tới nào vậy? Thì tới cái hồi mà khen tôi đẹp trai đó. Ăn miếng bánh đi. Cảm ơn nha. Cảm ơn những cái lời khen có cánh của Mười dành cho Tần nha. Hả? Công nhận Mười tinh ý thiệt luôn. Mười biết được ngày xưa là Tần đẹp trai, bây giờ là đỡ nhiều rồi đó. Chứ cái hồi mà 20 mấy tuổi thôi, trời ơi con gái nhìn rồi nó lé hết luôn. Còn cái vụ mà 6 múi đây nè, hồi đó tập tạ tập gym một ngày đi 6-7 cử. Ta nói hả, chuột con nào con nấy như con chồn. 6 múi bây giờ lớn tuổi thì chút xíu nó có dồn lại một trái bự vậy thôi. Cái này một trái lớn nhưng mà trong đó mình xẻ ra nó vẫn có 6 múi. Ủa liên quan gì? Trời ơi sao liên quan, hồi xưa tôi tới 1m82 lận. Tại sao nãy giờ là Mười nói cái gì nó đúng cái đó. Mà lớn tuổi cái xương sụn rồi nó rút lại, nó còn 1m72. Bây giờ mà Mười chịu Tần nữa là thành 1m82 như cũ. Chi? Ủa chứ nãy giờ khen tôi mà. Thì khen tôi thì tôi phải. Ai nói là Mười khen Tần? Ủa chăm Mười còn mới khen. Đi vô đây là Mười khen quá trời khen. Trời ơi. Mười còn nói là tới rồi. Của Tần làm sao thì Tần tự biết đi. Hồi nãy giờ Mười đang nói đây nè. Nói ai? Idol mới của Mười Hàn Quốc, làm diễn viên đó, đẹp trai không? Trời ơi, nãy giờ nói thằng khứa này hả? Ờ. Thôi dẹp đi.
nó ở bên Hàn Quốc. Tự nhiên à, đi qua bển đi rồi nó quất rồi nó hàng luôn. Nó dẹp nó đi. Người thiệt nè, Việt Nam. Mình người Việt, mình sử dụng hàng Việt nha. Nhưng mà ăn miếng bánh đi, đừng có mê mấy cái này, nó chỉ là ảo hết trơn rồi. Nhiều khi là mười qua bển mười không có xứng với nó đâu, chỉ có xứng với Tần thôi. Được cái. Cái gì? Dẻo miệng chứ gì. Tới quán nhanh, đừng nói cho ai biết hết. Cái gì vậy? À, đâu đâu có gì à, người quen người ta nhắn nhầm. Quán nào? Người quen mà nó nhắn lộn á, mà nó nhắn nhầm số. Nó nói là tới quận rồi. Tới quận rồi chứ không phải là tới quán. Tới quận. Nhắn nhầm hả? Nhắn nhầm. Nhắn nhầm mà sao mặt làm gì căng quá vậy? Đâu có chuyện gì giấu phải không? Đâu có giống gì đâu. Sao mắc gì cả lắm? Thì thấy nói chung là thôi bây giờ mười ở chơi nha. Tần có chút xíu việc, Tần đi cái chiều Tần quay lại ha. Nha. Chờ tự nhiên mới qua có chút xíu cái giờ đi. Thì đi đâu? Đi công việc. Nói chung là có việc gấp lắm. Bây giờ Tần đi. Xíu quay lại liền. Ăn hết mấy cái bánh này đi nha. À Tần đi nha. Ông lúng ta lúng túng vậy ta. Kiểu này á mờ ám lắm rồi nha. Ông này rất là đáng nghi. Trời ơi thiệt quá à. Có gì chăm chú vậy? Thì bên nước ngoài nè, mấy con bạn đang đi quẩy nè. Trời ơi vui vậy. Ủa mà ông Tuấn đâu vậy? Nói lúc nào cũng túng hết trơn á. Hồi nãy á, ông Tùng rủ ông Tuấn đi đâu đó. Tôi nghĩ nha, hai ông này đang lập âm mưu gì đó. Anna này á, còn lâu mới bị dính mưu lần nữa nhá. Ôi. Để tôi coi nha, hay lắm, nói hay lắm. Nhìn bọn nó ăn chơi á, dưng tôi muốn đi về lại bên kia quá. Chồng không? Trời ơi. Ở bên đó là bây giờ hả? Tôi với chồng tôi đi quẩy rồi đó. Vui dễ sợ luôn á. Nhưng mà không được. Có con rồi sao đi quẩy trời. Quên. Có con. Lại quên luôn. Quẩy cứ quẩy chứ. Quên ý là qua bên đó ở là có bác Anna, bác Tuấn chăm con cho tha hồ mà đi chơi. Trời ơi, đúng là mở Anna. Trời ơi, mở Anna dễ thương quá à. Chuyện. Thích. Gì à? Ủa. Ba. Vậy. Bà nhìn vô cái livestream này. Ủa. Vậy. Nhìn giống chồng bà lắm luôn á. Gì có chồng tôi nữa. Đây nè, góc này nè. Cái thằng quầy ba đang ôm con bé nào nè. Ừ, chồng tôi nè. Ê, có khi nào á chồng bà ngoại tình không? Không nghe máy luôn, không nghe máy luôn. Ê, đứng lại đó. Vừa mới nói câu trước câu sau, không bỏ bạn, không bỏ bè, ngoảnh đi luôn là sao? Chắc chắn là có dạng tình rồi. Dạ, không có. Con đừng có chối. Con nói thiệt mà, không có thiệt. Con biết cái gì mà con bên ổng hả? Chồng em bên nước ngoài lén bén với nhỏ khác rồi. Không bình thường một mình nó à. Ôi, không phải tao binh. Mà tại vì tao là đàn ông, tao hiểu tâm lý của đàn ông. Đàn ông mà vắng vợ lâu ngày thì cô đơn mới kiếm người tâm sự mới kiếm buồn nhí ngoại tình. Thôi vậy thôi, vậy là con ai nhắn tin đó.
Nè, đừng có nói với tôi là anh Tuấn nó nhắn tin á là rủ đi uống cà phê rồi đánh cờ tướng đi nha. Đủ đi uống cà phê không? Trời ơi, đừng có hỏi nữa, nó lòi. Tôi hiểu lầm thôi, không có chuyện gì hết. Có nghĩa là trước tuần người ta học mặt bạn bè đi chơi, rồi đồng nghiệp này nọ. Đi đông người lắm, không phải tôi biết là nó sao không? Nước mắt dễ lắm thôi. Cái giọng cười này là cái giọng cười mỉa mai nè, đúng không? Nó nói vậy hả? Bài này quen lắm, anh nghĩ nàng đồng cũng nói vậy.